Xin chào các bạn, hôm nay tổ 2 của lớp 12A12 chúng tôi sẽ mang đến cho bạn một quyển sách vô cùng đặc sắc và bạn nên đọc nó một lần trong đời. Đó là quyển sách Mỗi lần vấp ngã là một lần trưởng thành của Liêu Trí Phong. Liêu Trí Phong là một tác giả sống tại Mỹ có nhiều bài viết được đăng trên các tạp chí, sách báo, mỗi bài viết đều sưởi ấm trái tim hàng ngàn độc giả. Ông có một phương châm rằng, chỉ cần còn hơi thở là còn có cơ hội chỉ cần cố gắng là còn có thể nhìn thấy hy vọng, dù có trải qua ngàn lần vấp ngã và thất bại thì bạn cũng hãy tin rằng không có gì có thể cản được bạn bước tới ngày mai, đây là quan điểm của tác giả về thất bại để giúp những người trẻ hiểu rằng thất bại không có gì là đáng sợ, nó là điều hiển nhiên trong muốn trở thành một thủy thủ xuất sắc thì bạn phải dám vượt qua môn trùng phong ba, bão táp, trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy, ai cũng từng trải qua các giai đoạn đau khổ, thất bại, bị lừa dối, tổn thương mất mát. Nhưng hãy coi đó là những đoạn đường gồ ghề cản đường ta đi. Khi ta mạnh mẽ vượt qua được thì có thể tự tin bước xa hơn và sẽ có những trải nghiệm giúp cuộc sống tốt đẹp hơn. Cuốn sách Mỗi lần vấp ngã là một lần trưởng thành của tác giả Lưu Trí Phong do Trần Yến Dịch, nhà xuất bản thanh niên phát hành năm 2019 với những chia sẻ những bài học bổ ích sẽ giúp chúng ta mạnh mẽ đứng lên sau những thất bại, từ đó trưởng thành hơn trong cuộc sống. Mỗi lần vấp ngã là một lần trưởng thành gồm 8 chương, mỗi chương chứa đựng vô số bài học, những kinh nghiệm sống, lồng ghép vào đó là những câu chuyện của người thành công và cả những người thất bại. Tác giả cho rằng đời người không phải bao giờ cũng bằng phẳng, giá trị của cuộc sống lại luôn ẩn chứa trong thất bại. Nếu chúng ta có thái độ lạc quan như vậy với thất bại, dám đối mặt với thất bại chắc chắn chúng ta có thể vượt qua. Lưu Trí Phong đã kể cho chúng ta nghe rất nhiều câu chuyện thú vị. Trong đó tôi ấn tượng nhất là câu chuyện Bá Nát là một người đức trong cuộc đời phong ba của mình. Ông đã trải qua hơn 150 thử thách khác nhau, nhưng người đen đuổi nhất thế giới này cũng là người mạnh mẽ nhất thế giới. Khi ông 13 tháng tuổi, ông không may bị ngã và chấn thương phần lưng. Lớn lên vài tuổi thì trèo cây bị ngã phải bó bột cả tay lẫn chân. Năm 14 tuổi trong một lần đi mưa chẳng may lọt xuống một cái hố thiếu chút là chết ngạt. Lần khác khi đang lái xe, bỗng nhiên trời nổi dông gió đẩy chiếc xe của ông khiến chiếc xe bị lật ngã, đầu gối ông bị thương nặng phải khâu hơn chục mũi. Trong năm được xem là đen đủi nhất, ông gặp đến 17 tai nạn khác nhau nhưng điều khiến cho người ta phải kinh ngạc đó chính là ông vô cùng khỏe mạnh, tâm trạng lúc nào cũng tự tin, lạc quan yêu đời. Người ta vẫn thường hay nói mỗi lần vấp ngã là một lần đau, sau mỗi cú ngã ấy ta sẽ trở nên mạnh mẽ và trưởng thành hơn bao giờ hết. Thế nhưng khi sự vấp ngã đã trở thành thói quen với một thân mình chằng chịt vết trầy xước, đó chính là khi tâm hồn hình thành dần dần sự vô cảm và chai sạn trước những nỗi đau. Sống ở đời phải biết thất bại là gì bạn ạ. À có thất bại, có mệt mỏi thì mới biết quý cái thành công, mới thấy thành công nó đáng giá thế nào. Có hạnh phúc nào mà không trải qua đau đớn cực. Cuộc đời mà bình yên như mặt nước không gợn sống chỉ có trong tưởng tượng mà thôi. Ai trong đời chẳng gặp những thử thách, khó khăn. Một số người sợ hãi khi gặp phải thất bại đều cho rằng thất bại là một gánh nặng. Nó khiến họ cảm thấy áp lực mệt mỏi. Người dám đối diện với thất bại thì lại cho rằng thất bại là hòn đá thử vàng, là yếu tố không thể thiếu trong quá trình trưởng thành. Người thành công khác người bình thường ở chỗ, họ coi thất bại chỉ là chuyện thường tình trong cuộc sống. Mỗi lần vấp ngã là một lần trưởng thành chỉ ra rằng, không chỉ có thành công mới đáng được khen ngợi, mỗi lần thất bại bạn lại nhận được những kinh nghiệm, bạn đã lĩnh hội. Vượt qua khó khăn tức là bạn đã bức. Trong chương 1 của cuốn sách, tác giả đưa ra quan điểm rằng, vấp ngã là chuyện thường ở đời, chúng ta chính là người thủy thủ trên con thuyền để sóng gió gió yên biển lặng không tạo nên người thủy thủ giỏi không có vấp ngã thì không có trưởng thành tuy nhiên chúng ta có thể vấp ngã có thể thất bại nhưng không được nản lòng nản lòng chính là thất bại nhưng loại thất bại này thì không thể đứng lên được chỉ có cách là không được nản chí lúc nào bạn cũng có thể bắt đầu lại từ đầu vinh quang của đời người vốn không nằm ở chỗ không bao giờ thất bại mà ở chỗ vấp ngã rồi lại có thể đứng dậy bằng lối kể chuyện chân thật những dẫn chứng rõ ràng những câu chuyện của những người đã thành công. Tác giả Lưu Trí Phong đã cổ vũ tinh thần đối với những người trẻ còn đang lo lắng trước vấp ngã, nhưng sự thật là vấp ngã không đáng sợ như chúng ta vẫn nghĩ. Không vấp ngã thì không thể trưởng thành, cầu vòng sau mưa mới là cảnh tưởng tượng tuyệt mỹ nhất. Điều mà tác giả Lưu Trí Phong muốn gửi đến bạn đọc là vấp ngã khiến bạn mất đi nhiều thứ nhưng cũng được không ít, đó chính là sự trưởng thành. Khi bạn đã trải qua nhiều bấp bênh trong cuộc sống thì không còn khó khăn nào mà bạn không thể vượt qua. Các bạn hãy để cuốn sách mỗi lần vấp ngã là một lần trưởng thành bên mình để luôn ý thức được rằng thất bại không đáng sợ, điều đáng sợ là không dám nhìn lại thất bại, không có ý chí nhìn nhận cái sai để vươn lên sau thất bại. Chỉ cần còn hơi thở là còn có cơ hội, chỉ cần còn cố gắng là có thể nhìn thấy hy vọng. Dù có trải qua ngàn lần vấp ngã và thất bại thì bạn cũng hãy tin rằng không có gì có thể cản được bạn bước đến ngày mai. Đừng sợ phải nỗ lực một mình trong đêm tối vì những người tài giỏi hơn bạn ngoài kia vẫn đang miệt mài rất nhiều. Bạn có thể không nhìn thấy đường nhưng chỉ cần không mất niềm tin thì sẽ luôn có ánh sáng cuối đường hầm, và vì đêm tối nào cũng sẽ đến ngày mai, bình minh rồi sẽ lại rực rỡ. Khi bạn nhìn nhận thế giới bằng đôi mắt của người trưởng thành và niềm lạc quan, nó không còn đáng sợ, trưởng thành chính là một món quà mà thế giới ban tặng. Một vài lời khuyên tích cực mà tác giả Lưu Trí Phong dành cho mỗi chúng ta, hãy cảm ơn người đã làm tổn thương bạn, khoan dung với những người đã không yêu mến bạn. Sự thật là chúng ta không thể làm hài lòng tất cả mọi người hãy cảm ơn những người này để bạn biết trân trọng những người thật lòng khiến bạn nhìn nhận được thế giới khắc nghiệt đó cũng là lúc bạn đã trở nên trưởng thành hơn vui vẻ đón nhận cuộc sống vất vả cuốn sống giống như một tách trà khi bạn uống sẽ cảm thấy vị đắng nhưng khi qua đi rồi sẽ còn lại vị ngọt ở đầu môi trong cây đắng nhất định có vị ngọt vì vậy nếu có vấp ngã thì cứ vui vẻ đứng lên nhìn đời qua lăng kính hài hước cuộc sống sẽ dễ chịu hơn mơ ước lớn đến đâu cũng không bằng kiên trì Kiên trì là thước đo của mọi thứ, dù cuộc sống có vất vả thế nào, thì có kiên trì mới không dễ dàng bị đánh bại, dùng nghị lực của mình để vươn lên và chinh phục mọi thứ. Tuổi trẻ là khoảng thời gian quý giá nhất trong cuộc đời mỗi người. Hy vọng rằng bạn sẽ không phí hoài nó để trầm mình vào những đau khổ, ấm ức sau mỗi lần thất bại. Đứng lên khỏi nghịch cảnh mới là anh hùng đích thực. Vượt qua thất bại bạn mới đạt đến độ chính mùi trong tư duy, trưởng thành trong cư xử và hãy để cuốn sách mỗi lần vấp ngã là một lần trưởng thành bên bạn trong quãng đời trong chênh này nhé. Và đây là thành viên của Cảm ơn mọi người đã lắng nghe cảm nhận về quyển sách của nhóm mình. Hy vọng mọi người sẽ tìm đến và đọc quyển sách này và...